trường tiểu học Xuân Liên cũng tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Tại chương trình, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh đã được thưởng thức 16 tiết mục văn nghệ do tập thể giáo viên nhà trường và các em học sinh biểu diễn. Các tiết mục có chủ đề về quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ghi nhớ công ơn thầy cô, tình bạn, lứa tuổi học trò như bài ca Người giáo viên nhân dân, Lời thầy cô, Bụi phấn, Em yêu đất nước Việt Nam, Mái trường mến yêu, v.v. Đây là hoạt động giao lưu sôi nổi, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong dịp kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Qua đó thúc đẩy các phong trào dạy và học cũng như các phong trào khác trong nhà trường